Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm hồng sâm thái lát tẩm mật ong trong việc là hỗ trợ giúp cho chúng ta được tỉnh táo hơn. Thưa các bạn, nếu như bạn đã từng gặp phải ở trường hợp đó chính là chúng ta thường xuyên mệt mỏi, cũng như là chúng ta không được tỉnh táo, minh mẫn trong quá trình chúng ta làm việc hay là hàng ngày, khi mà chúng ta thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và đầu óc của chúng ta thì không suy nghĩ được gì nhiều, đúng không ạ? Vâng, với những trường hợp như thế này thì Kiều Anh tin chắc rằng là cơ thể của bạn đang báo hiệu về việc chúng ta đang thiếu chất trầm trọng, đồng thời là cơ thể của chúng ta đang sức đề kháng đang yếu. Chính vì vậy, việc chúng ta cần phải sử dụng sản phẩm gì để giúp cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh hơn, đồng thời là tỉnh táo hơn mỗi khi buổi sáng dậy, luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Và trong video này, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm hồng sâm thái lát tẩm mật ong đến từ Hàn Quốc trong việc là giúp cho cơ thể của chúng ta được tỉnh táo và khỏe mạnh hơn. Hồng sâm thái lát tẩm mật ong là một trong những dòng sản phẩm được rất nhiều người sử dụng từ trước đến nay bởi những công dụng, những tác dụng mà nó mang lại. Đồng thời với hương vị cực kỳ dễ dùng và với vị ngọt của mật ong, thế nên dòng sản phẩm này thì đang được ưa chuộng. Và như chúng ta đều biết rằng là hồng sâm là một trong những loại dược liệu được xem là thần dược đối với cơ thể của con người. Trong hồng sâm thì có chứa rất nhiều hợp chất quý hiếm, đồng thời cung cấp các vitamin, các saponin cho cơ thể, ngăn chặn được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Mật ong được biết đến như là một trong những loại nguyên liệu giúp tăng cường sức đề kháng, đồng thời là cung cấp các vitamin cho cơ thể của chúng ta. Và từ sự kết hợp của hai nguyên liệu vô cùng quý hiếm và đầy dưỡng chất này thì đã mang đến dòng sản phẩm hồng sâm thái lát tẩm mật ong như bên cạnh Kiều Anh đây. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của nó trong việc là giúp cho chúng ta được tỉnh táo hơn nhé. Với sản phẩm hồng sâm tẩm mật ong thì chúng ta sử dụng vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Nó sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta được thoải mái hơn, thư thái hơn. Đồng thời chúng ta nên sử dụng vào buổi sáng 15 phút trước khi ăn. Bởi vào thời điểm này, hồng sâm tẩm mật ong sẽ cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho cơ thể, các calo, các vitamin cho một ngày dài chúng ta làm việc. Và quan trọng hơn hết thì các hợp chất có trong hồng sâm sẽ đi thẳng đến trí não của chúng ta, đồng thời là khiến cho chúng ta được tỉnh táo hơn trong một ngày dài. Đặc biệt, sử dụng hồng sâm tẩm mật ong trước khi tập thể dục sẽ giúp bổ sung lượng calo nhất định và làm sạch hệ tiêu hóa. Không những thế, sâm tẩm mật ong còn giúp duy trì sức bền, đẩy nhanh trao đổi chất và hấp thụ tốt hơn khi uống nước. Bạn sẽ thấy luyện tập bền bỉ hơn, ít mệt hơn, không bị thở gấp do oxy hấp thụ tốt hơn. Vâng, các bạn hãy nhớ kỹ thời điểm mà nên sử dụng sản phẩm sâm tẩm mật ong để mang lại những công dụng tốt nhất cho sức khỏe nhé. Và ngoài việc là giúp cho tăng cường sức đề kháng, cung cấp dưỡng chất cần thiết và giúp cho chúng ta tỉnh táo mỗi ngày, thì sản phẩm sâm tẩm mật ong còn được biết đến như là một trong những sản phẩm hỗ trợ là ngăn ngừa được nhiều căn bệnh, đồng thời là làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể của chúng ta và tăng cường cholesterol tốt. Đồng thời sản phẩm này còn giúp là phá vỡ các cục máu đông, đồng thời là ngăn chặn các tình trạng như là nhồi máu cơ tim hay là đột quỵ. Vâng, với những công dụng tuyệt vời như vậy thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn nên sử dụng sản phẩm này ngay trong hôm nay để mang lại được sức khỏe tốt nhất cho bản thân và người thân trong gia đình. Và tất nhiên rồi, để mua được dòng sản phẩm chất lượng thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn hãy nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm hồng sâm thái lát tẩm mật ong đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng rằng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.